mở hộ con đi. Con cầm đi mẹ. Đây là hộp ba bê xì xì xì. Cốc ở đường uống rượu này. Không quay đi. Quay cốc. Con ơi, nhẹ thôi, đừng ấy, nhẹ thôi mà. Chạm nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ nữa. Này thôi. Cái này để uống nước cũng được nhỉ. Nhưng mà thường người ta để uống rượu. Uống đủ nước mà. Đưa đây là mình xếp. Đề. Em yêu người ba thế xịp đi xịp đi xịp đi ô xịp có xịp đi bò đi bò đi bò đi chung. Cốc mà để làm mấy cũng được đấy. Cái gì? Thạch đâu công. Ai quá gì? Thế mày làm thử đi. Mẹ có bộ thạch sao câu thu được cho mà. Làm đi. 10 cái cốc. Cái gì? Bảo là mẹ có 10 cái cốc. Cốc đẹp. Em yêu papa đi. Bỏ ra để mẹ xếp nữa. Có si web bài để mẹ làm thạch có sữa chua. Mẹ bày ra làm thạch sữa chua được không? Thế mẹ làm luôn đi. Được. Mẹ cất cái hộp này mang thùng cho bố bán hàng. Bố đem đi bán. Cái ô đâu? Ô này. Ôi cái ô này đẹp lắm. Cái ô này xịn sò lắm. Kia là quà của ông bà ngoại.
ba đi CBD CBD. Đâu Bin Bin đâu? Bin Bin đâu? Một mi nữa luôn. Wow. Nếu mình có mì gái mà nào, ông bà ngoại tặng cho cái này. Thì nữa, nó nấu ăn xem nó thế nào nhé. Ăn cái hộp luôn trên đường trong đủ sẽ bắt. Không thú đâu. Cái này đi. Ê, đâu rồi?
rồi, một bình có để nhiều lắm. Nhanh cắt cho bán cho con đi. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không còn cái cảm nào khác nữa đâu. Không có cảm kia đâu mà kìa. Vừa phải thôi, không có ở đấy, không được tìm nữa. Không tìm cái gì? Cái kéo đấy mẹ không để ở đấy, nó có mỗi kéo đen thôi. Không cắt được thì thôi. Rồi vỡ hết, cái bảo là cắt thứ rồi, rồi cái gì đấy. Cắt ngay cái này đi. Không có mỗi kéo đen thôi, tôi tìm kéo khác làm gì.
của chị Tép. Chị Tép của bác Hà. Sao chị Hà anh lại không để mà mặc vậy? Chả có áo nào có mũ. Áo này là quần. Thank you.
đầy đẹp về với những cô nữ tóc các chị em không đi một đỗ mà đào này ngon này ăn với ngồi kia nè ăn sáng ăn mát hai mẹ sạc cay quá thôi nước đỡ khát nó còn nhớ không? Ông bà vẫn nhớ ở bên không?